Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Học sinh tại Lào Cai sẽ bắt đầu nghỉ học từ ngày mùng 4 tháng 2, đó là chỉ đạo của đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tại phiên họp thường kỳ tháng 1 vừa diễn ra vào sáng ngày mùng 3 tháng 2. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Văn Cải, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương. Tại phiên họp thường kỳ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường nhận định Thời gian tới, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội sẽ bị ảnh hưởng rất lớn bởi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Bởi vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là ưu tiên cho cuộc chiến chống COVID-19, đồng thời xây dựng những kịch bản phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Liên quan đến công tác phòng chống dịch, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cần tiếp tục tăng cường giả soát, kiểm soát chặt chẽ người từ Hải Dương, Quảng Ninh và các địa phương có ca dương tính mới tại cộng đồng đến về Lào Cai duy trì nghiêm hoạt động kiểm soát tại các chốt chống dịch nằm ở các điểm dẫn vào tỉnh Lào Cai đã được thành lập. Trên tuyến biên giới, lực lượng biên phòng phối hợp với các lực lượng khác kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh trái phép qua biên giới, duy trì hoạt động của tổ tự quản ở các thôn bản. Tỉnh chỉ đạo ngành giáo dục bắt đầu từ ngày 4 tháng 2, học sinh trên địa bàn toàn tỉnh sẽ nghỉ Tết sớm. Thông tin về hội nghị chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh trong các chương trình thời sự sau. Chiều ngày 2 tháng 2, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy dẫn đầu, đã đến thăm và tặng quà Tết tại hai xã Vĩnh Yên, Xuân Thượng, huyện Bảo Yên. Cùng đi có lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tỉnh đoàn Lào Cai và huyện Bảo Yên. Đến thăm chúc Tết xã Vĩnh Yên và xã Xuân Thượng, đồng chí Dương Đức Huy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của chính quyền hai xã đã đạt được trong năm 2020, đồng thời đề nghị thời gian tới hai địa phương tiếp tục triển khai kịp thời sáng tạo các chương trình chính sách của nhà nước, của tỉnh, tạo sự đồng thuận của người dân trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo, người có công với cách mạng thăm và tặng quà tết cho năm hộ gia đình chính sách người có công với cách mạng người cao tuổi thuộc hai xã vĩnh yên xuân thượng đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đã gửi lời chúc tết và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế góp phần xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp 202 đảng viên trong toàn tỉnh vinh dự được trao huy hiệu đảng dịp kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 1930, mùng 3 tháng 2 2021. Cụ thể, trong tổng số 202 đảng viên được trao huy hiệu đợt này, có đồng chí Trương Duyên, sinh năm 1928, đang sinh hoạt tại Đảng Bộ Phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, vinh dự được nhận huy hiệu 75 năm tuổi đảng. 3 đảng viên được trao huy hiệu 65 năm, 6 đảng viên được trao huy hiệu 60 năm, 31 đảng viên được trao huy hiệu 55 năm tuổi đảng. Đợt này, Đảng Bộ thành phố Lào Cai vinh dự có 76 đảng viên được trao tặng huy hiệu đảng và là đảng bộ có số lượng đảng viên được trao huy hiệu đông nhất. Lễ trao huy hiệu đảng cho đảng viên được tỉnh ủy chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc tổ chức ở cơ sở tiến hành trang trọng. Ngày 2 tháng 2 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 403 về triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung cụ thể như sau: Yêu cầu toàn thể người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, cách ly tại nhà nơi cư trú đối với người dân đã từng đến về từ tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và các địa phương khác theo thông báo của Bộ Y tế thời gian từ ngày 15 tháng 1 năm 2021 đến nay. Yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật Khẩn trương tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp đi về từ thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến nay, đi về từ sân bay quốc tế Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh từ ngày 5 tháng 1 năm 2021 đến nay, đi về từ các địa phương khác của tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và các địa phương theo thông báo của Bộ Y tế từ ngày 15 tháng 1 năm 2021 đến nay. Lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên người bệnh nội trú trong bệnh viện ưu tiên các đối tượng có nguy cơ cao. Xét nghiệm toàn bộ nhân viên y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh, cán bộ y tế làm công tác chống dịch COVID-19. Các cơ sở y tế thực hiện việc kê đơn cấp phát thuốc điều trị các bệnh mạng tính với thời gian dài hơn cho tất cả các đối tượng, tối đa là 3 tháng. Các sở, ngành tổ chức triển khai nghiêm túc quy định phòng chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trước tình hình diễn biến phức tạp khó lường của dịch COVID-19 cùng với việc di chuyển về quê ăn Tết của các lao động từ nhiều địa phương thì việc kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 cần được triển khai khẩn trương tại các nút giao thông trọng yếu. Xe đi từ Thái Bình qua Hà Nội, Yên Bái đến Lào Cai. Xe chuyên tuyến đường dài, đường ngắn, rồi xe con, xe tải từ khắp các tỉnh thành. Khách lên xe, xuống xe. Không khí tấp nập này chúng tôi đã ghi nhận vào sáng ngày 2 tháng 2 năm 2021 tại nút IC16 tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, IC16 đây là nút giao giữa đường cao tốc Hà Nội Lào Cai và quốc lộ 279. Từ nút giao này thì chúng ta có thể bằng nhiều đường để đi vào các cái địa bàn của Lào Cai và có thể sang Lai Châu, sang Hà Giang, Tuyên Quang và Yên Bái. Một cái chốt kiểm soát COVID-19 ở đây là hết sức cần thiết nút giao giữa đường cao tốc nội bài lào cai và đường quốc lộ 279 đã tạo sự thuận lợi đáng kể về mặt giao thông, cùng với những lợi thế để phát triển du lịch tâm linh đã trở thành cơ hội để nhiều hộ gia đình ở xã tân an huyện văn bàn phát triển dịch vụ nhà hàng khách sạn và các mặt hàng liên quan đến cúng lễ. giờ đây lại trở nên lo lắng bởi chưa thấy lực lượng chức năng đặt chốt kiểm soát covid 19 như cùng kỳ này năm trước. cái uh, trận đầu tiên thì uh các cơ quan chức năng đã kịp thời mà giám sát và cũng đặt đặt cái 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 trạm để mình kiểm soát cái dịch bệnh thì nó rất, rất là yên tâm nhưng mà thực ra lần này là chưa có thì chúng tôi cũng rất là lo lắng về trong cái việc này tại vì là khi khách đến đây thì chúng tôi không biết căn cứ vào cái gì để kiểm tra được người ta là có bệnh hay không nó rất mong cơ quan cơ quan chức năng là bố trí hạ một cái điểm chốt đây và kiểm tra tại vì đây là một điểm du lịch tâm linh ít nhiều người ta khách vẫn ta vẫn đi ở trên địa bàn cái dịch vụ ở khu Tân An 2 là, là rất đông các dịch vụ về ăn uống rồi là à, một số các dịch vụ khác nữa rất mong muốn là các anh với lại các nhà uh, chức trách uh, cấp trên là nghiên cứu để xem cái, cái, làm tốt cái công tác kiểm dịch ở những cái bến xe hoặc là trên nút đi giao xuống uh, nhân dân xuống để để đi thăm viếng du lịch ở hoặc là uh, nhân dân đi làm ở các nơi xa về thì mình nắm bắt được ngay thì cái này thì làm tốt cho công tác phòng dịch hơn sát sườn hơn. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã lên phương án thành lập 8 chốt kiểm soát y tế kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các tuyến đường bộ vào tỉnh. Trong đó, đường cao tốc Nội Bài Lào Cai lập 3 chốt, các chốt kiểm soát hoạt động liên tục 24 trên 24 giờ tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết. Khuyến cáo sử dụng khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 đeo khẩu trang vải đúng cách kéo khẩu trang vải che kín cả mũi lân miệng trong quá trình đeo khẩu trang tránh không dùng tay chạm vào mặt trước khẩu trang khi tháo khẩu trang chỉ cần cầm vào phần dây đeo qua tai để tháo khẩu trang tránh dùng tay cầm vào mặt trước của khẩu trang để tháo ra giặt sạch khẩu trang hàng ngày bằng xà phòng để dùng lại cho lần sau thường xuyên rửa tay bằng xà phòng để phòng bệnh từ đầu năm 2021 đến nay, Hội Nông dân thị xã Sapa đã đẩy mạnh phong trào cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn mục tiêu nhằm nâng cao tỷ lệ đạt chuẩn tiêu chí môi trường tại các khu vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thị xã. Để khắc phục những vấn đề tồn đọng lâu đời của bà con nông dân tại các thôn bản vùng cao như thói quen thả rông gia súc, nhà cửa không có nhà vệ sinh, Hội nông dân thị xã Sapa đã triển khai rất nhiều phần việc liên quan đến vấn đề vệ sinh môi trường và cải tạo phong tục tập quán sinh hoạt lạc hậu tại địa phương. Trong cái cảnh vệ sinh môi trường thì hội đã uh, tùy từng chỉ đạo từng tùy từ từng cái điều từng từng cái, cái điều kiện của từng cơ sở hội và phong tục của bà con nhân dân thì có những cơ sở hội lựa chọn là cái việc mà xây lò đốt rác rồi có những cơ sở hội là phát động cái đợt vệ sinh môi trường dọn dẹp nhà cửa thì có những cơ sở hội thì phát động cái cái, cái đợt mà gia quân vệ sinh đường làng ngõ xóm. Kết quả chỉ trong một thời gian ngắn hàng chục lò đất rác, nhà vệ sinh và chuồng trại nuôi nhốt gia súc đã được bà con nông dân trên địa bàn toàn thị xã chỉnh trang, tu sửa và làm mới. Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã cũng được phát quang, sửa sang cống rãnh thoát nước và dọn dẹp sạch sẽ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 này. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.